Mình hái đọt ổi về phơi nha các bạn. Đây là đọt ổi, cái phần non non gần ngọn nhé. Đọt ổi này hái về phơi khô để mà làm nước chè uống. Uống lá đọt ổi này rất tốt cho sức khỏe này, giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch. Cái này lâu lâu mình lại hái một lần, hái về phơi, trời đang nắng. Cái cây bé bé này thôi nhưng mà nhiều đọt. Hái phần lá non. Hái qua nó lại mọc lại mới mà. Mình hái những cái quả ổi này không thành nha, vứt đi nhá, vì đằng nào cũng chưa cho quả ấy. Xấu lắm, không ăn được đâu, ổi này là không ăn được đấy. Đang vứt này, những quả này chắc chắn là sẽ không ăn được, như này là sao ăn được, xấu hỏng. Này thì còn để lại ăn vài quả thì ăn chứ không nó hỏng hết cây. Mình sẽ phơi khô để đun hãm chè nha. Khi nào uống hết lại hái qua. Phơi đến chiều được đấy, hôm nay nắng to.
không có lấy súng rồi, lấy súng rồi, lấy súng rồi, lấy súng rồi, nhằm mình vẫn chưa bắn hết rồi. Thật chí đấy, xong rồi thì một thời gian xong rồi tháo đi thì bắn làm gì đâu. Ngon quá. Các bạn ơi, vườn vải nhà mình, đây là những cây vải mà năm nay bị mất mùa ấy. Lộc của nó đang mọc rất là tốt đây này. Những cây này năm nay không có quả nha. Mình đi tham quan một vườn một vòng. Nếu mà sang năm có quả thì lộc của nó dày lắm ấy. Chỗ này. Đây, lộc đang già. Hôm nay không có một tí quả nào, rậm tùm luôn. Và nhà mình quyết định sẽ không tỉa, để sang năm nếu có quả thì mới tỉa một thể. Vì những cây vải này thường là sẽ... Đây, lộc già rồi nhé. Buổi chiều hoàng hôn thật là đẹp. Đây, mấy cây này năm ngoái mình hạ cây thấp này. Tán thấp hẳn này. Nhà hàng xóm vải Thanh Hà không có quả mà lộc mọc dài rậm tùm kinh khủng như rừng Amazon luôn. Cái quả nào ấy thôi, không già không lấy thôi. Hái về xong rồi xào ăn, ui sâu hết rồi này. Cẩn thận, tắm rồi ấy. Tắm chưa? Ôi dồi, mấy quả này vàng khè hết rồi. Vàng khè hết rồi. Hết chưa? Sâu hết cả rồi này. Ôi dồi, nhìn này. Hai quả. Vàng này ai ăn nhỉ? Ôi đun nước pha chè ổi, phơi đọt ổi nó vàng như này này, khô như này này, rửa sạch ra ngoài pha chè, cho vỏ cam vào này rửa sạch đã. Nước ổi pha ra màu nâu đậm này, uống một cốc nước ổi. Ui dồi ôi, to thế, nhưng mà nước vẫn chảy đây này.
Đặt chưa? Dóng, 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 dóng. Để lên trên mặt này. Miếng thịt này á? Không, lấy rồi. Thịt lấy rồi. Cứ tưởng miếng thịt này thì cũng mà. Thật. Ván. Ít. Ít gà. Bằm nửa thôi. Bằm hết. Đây quá. Đây, cho ra hai thìa kia. Ba đĩa cơ. To vật vã. Ăn thịt đây. Ok. Ăn ngon. Ngồi đi. Sao em buồn thế?